Triệu Vy dính phốt căng đến mức nào mà bị treo trên top tìm kiếm Weibo? Thời gian gần đây, showbiz Hoa ngữ liên tiếp đón nhận tin tức nóng hổi liên quan tới các vụ kiện, tranh chấp, từ việc Trịnh Sảng bị cơ quan chức năng điều tra trốn thuế, cho tới nam diễn viên Trương Nhược Quân đâm đơn kiện bố ruột vì sai phạm tranh chấp tài sản, giả mạo tên tuổi. Netizen xứ Trung đứng ngồi không yên vì loạt lùm xùm. Vậy nhưng, trong một diễn biến mới nhất, ngày hôm nay 29 tháng 4, các tờ báo đồng loạt đăng tải Triệu Vy trở thành nhân vật mới nhất vướng vào bê bối rình rang. Theo đó, hàng triệu tệ tiền cổ phần thuộc quyền sở hữu của nữ diễn viên họ Trịnh tại ba công ty, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa Bắc Kinh Phổ Lâm, công ty thương mại Long Húc Tân Bắc Kinh, công ty khoa học kỹ thuật Bắc Kinh Dịch Tụ đã bị đóng băng. Đáng chú ý, số cổ phần bị đóng băng lần lượt có giá trị là 2,1 triệu tệ, 7,4 tỷ đồng, 500.000 tệ, 1,7 tỷ đồng và 126.000 tệ, 450 triệu đồng. Thời gian đóng băng là từ nay đến tháng 4 năm 2024. Trên mạng xã hội, netizen xứ Trung tỏ ra vô cùng bức xúc. Cô ta làm sao vậy nhỉ? Công việc kinh doanh có quá nhiều sai phạm, chẳng phải mấy năm trước Triệu Vy và chồng từng bị cấm tham gia thị trường chứng khoán sao? Vì sao Triệu Vy lại vẫn hoạt động trong showbiz vậy? Năm 2018, scandal gian lận cổ phiếu làm ảnh hưởng đến trật tự thị trường chứng khoán của hai vợ chồng Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long đã bị xử phạt hành chính và cấm không được tham gia thị trường chứng khoán trong vòng 5 năm. Cả hai phải đối mặt với những vụ kiện tố tụng dân sự. Khi mà chỉ tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2018, đã có 456 đơn vị đứng ra khởi tố và yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 57,7 triệu tệ, 194 tỷ đồng. Sau bê bối này, Triệu Vy vướng nghi vấn ly hôn chồng đại gia để hẹn hò với tỉnh trẻ. Với khán giả châu Á, Triệu Vy là cái tên quá đỉnh đám. Cô là một trong tứ đại hoa đán của Trung Quốc, được đánh giá cao về khả năng diễn xuất và độ phủ sóng. Tại Việt Nam, Triệu Vy quen thuộc với người người, nhà nhà như tác phẩm kinh điển Hoàng Châu Cách Cách. Sau nhiều năm, nữ diễn viên 7X vẫn được công chúng chiều mến gọi là én nhỏ nhờ vai diễn Tiểu Yến từ năm nào. Tuy nhiên, thời gian gần đây Triệu Vy dần đánh mất tình cảm của công chúng, không còn là én nhỏ ngây thơ trong sáng. Hoàng Châu Cách Cách giờ dính một loạt phốt động trời, nghiêm trọng nhất là lùm xùm gian lận chứng khoán. Triệu Vy thậm chí từng lọt vào danh sách những ngôi sao bị ghét nhất nhì Trung Quốc. Dẫu vậy, có một điều mà ngay cả anti-fan cũng phải công nhận ở Triệu Vy, đó là dù đời sống riêng tư có nhiều bê bối nhưng riêng về chuyện dạy con, Tiểu Yến Tử Quả thật rất giỏi. Dưới sự nuôi dạy của mẹ, bé Tiểu Tứ Nguyệt con gái của Triệu Vy ngày càng tự tin, độc lập và có nhiều tài lẻ đáng nể. Triệu Vy cũng từng chia sẻ một số quan điểm dạy con của mình và nhận được nhiều lời khen từ công chúng. Triệu Vy từng chia sẻ, cô sẽ đầu tư mạnh tay cho con về mặt giáo dục. Từng có thông tin, vợ chồng Triệu Vy đã bỏ hơn 19 triệu đô la Mỹ, gần 440 tỷ đồng, mua 3 căn nhà ở Hồng Kông để định cư và thuận tiện cho con gái nhỏ đi học tại đây. Không chỉ vậy, Hoàng Châu Cách Cách còn cho con gái học thư pháp, nghệ thuật từ nhỏ để rèn giũa tinh thần và khí chất của con.